Rồi, làm trận liên đấu này. Trận đầu tiên khai màn liên đấu này. Gặp một con gì đó nó dễ dễ tí đi. Trận đầu tiên khai màn liên đấu của Emolet này. Xem nào. Ôi dồi ôi, còn gặp Nga Mi Búp này nữa. Mày chết. Ngày xưa mày đánh ai? Ngày xưa mày đánh ai? Nhờn. Mấy con Nga Mi này nhờn. Rồi bắt đầu đến trận đấu thứ hai của chuỗi liên đấu của em Olet anh em ạ. Đến trận đấu thứ hai rồi. Trận đầu tiên em Olet may mắn khi mà gặp một con Nga Mi. Rồi gặp con Nga Mi trưởng bú. Cứ thế đi. Con mẹ mày. Ôi. Cái bang à? Cái bang của chúng tôi à? Mày tê nhở? Nhìn tướng Nga Mi trưởng ai ngờ cái bang ạ. À? Mày tê. Hên quá anh em ơi. Hên quá. Trưởng nó ba đường nó đời đi.